Phần bước thứ nhất là các bạn cho cái nhớt vào đây. Cho nhớt vào đây, nhớ là phải cho nhớt vừa đủ, mình phải nhìn phải cho một lượng nhớt vừa đủ. Đấy. Nhìn thấy đây là máy nó mới lổ được, còn nếu cho ít nhớt là nó khó lổ. Đấy, cho nhớt vào đây, đây một cái phễu thôi đây, quá lại xăng, đổ xăng vào đây, xăng nhớ đúng và cái cá của nó xăng đây, cái nắp này nhớ đúng cái đó. Trước khi giật nổ thì mình gạt nghe sang bên tay phải. Đấy, rồi bật on. Và đây là công tác, đây, công tác này thì đây công tác tắt bật, mình phải gạt sang on, bật sang on. Còn đây là cái chỉnh ga này. Sau đó thì mình giật, mình bật sang giật. Công suất là 2,2 HP và 6,600 vòng phút và thông lượng nó khoảng 10 cân. Máy này là máy của Trung Quốc đấy. Các bạn có nhu cầu mua máy thì liên hệ video với mình theo số điện thoại